đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sống đắng nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao không. Đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ dù sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn.
trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên mà lòng con sao vẫn trước khi cử hành nghi thức nhập quan cho bà cố Maria, người thân yêu của chúng ta mới được Chúa gọi về, con xin chia buồn cùng tang quyến. Sự ra đi của bà cố Maria chắc hẳn sẽ để lại cho gia đình rất nhiều những thương nhớ. Nhưng nỗi mất mát này, con thiết tưởng rằng không có gì có thể bù đắp nổi. Thế nhưng chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Chúa đã yêu thương bà cố rất đặc biệt. Và tình yêu của Chúa luôn luôn phủ bóng trên bà trong suốt hành trình dương thế. Và giờ đây cũng chính tình yêu ấy, Chúa đã đưa bà cố về để hưởng nhan Thánh Chúa. Vì thế con xin tang quyến hãy dâng lên cho Chúa những nỗi mất mát đau thương này, như là một của lễ để hiệp với hy tế của Chúa Kitô để cầu nguyện cho bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy nghe lời Chúa nhắn nhủ chúng ta. Hãy đến với ta với tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Vậy chúng ta hãy tin tưởng mượn lời Thánh Vịnh để bày tỏ niềm cậy trông của chúng ta vào lòng thương xót của Chúa. Và xin Chúa thương đoái đến người thân của chúng ta là bà cố Maria vừa qua đời. Từ vườn sâu tôi, con cầu xin Chúa Chúa ơi. Từ vườn sâu thương đau, bài trích sách khôn ngoan. Người công chính
dù có chết sớm cũng được an nghỉ. Tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc, và đời sống trong sạch thế cho tuổi già. Người đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu mến, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi, người ấy được cất đi, kẻo sự gian tà làm hư hỏng trí khôn, hoặc sự dối trá lừa phỉnh tâm hồn, vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều thiện, và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn, khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Đó là lời Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là bà cố Maria. Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tớ Chúa vượt qua cửa sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh dưới ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và mưu rể ông. Lạy Chúa, xin xóa mọi vết nhơ nơi linh hồn tôi tớ Chúa, và đến ngày trọng đại được phục sinh và ân thưởng, xin đoái thương phục sinh tôi tớ Chúa cùng các thánh và những người Chúa chọn. Xin cho tôi tớ Chúa được thứ tha mọi lỗi lầm, được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế chúng ta muốn chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến và nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên như tiên tri Isa đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những khanh tan này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tang tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Có tình yêu thương ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi là đây có ân sủng người, đâu có tình bạn ai vì Chúa chung lành không ngơi, đâu ý hợp tâm đầu ở đây chưa tràn muôn tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi là đây có ân sủng người, đâu có tình bạn ai vì Chúa chung lành không ngơi, đâu ý hợp tâm đầu ở đây chưa tràn muôn. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống.
và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người chị em chúng ta đây. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho người chị em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người chôn biên thông hôi, xin thương đưa người chị em chúng con về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người chị em chúng con trong tiệc thân mình mau Chúa, xin thương nhận người chị em chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người chị em chúng con, xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với những người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên nghỉ chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, và ban cho bà cố Maria được yên giấc ngàn thu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cuộc sống chôn trần này đổi thay luôn mãi. Đâu là nơi êm ái cho mời xây dựng ngủ yên, tựa như thoáng mây trôi, nhân trần luôn mãi đổi rời. Lòng con mãi băn khoăn, chôn bao nhiêu con biết trông ai. Xin con xin phó thao, hôn con trong tay Ngài. Ngài là đấng vì chúng và đấng mừng từ trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Kính thưa cha Cánh Sứ, con xin đại diện cho chị dâu con, các em con. Cảm ơn cha, cảm ơn quý sơ, cảm ơn tất cả ông bà, cô bác trong giáo xứ đã đến để dự lễ làm phép áo quan và phát tang cho gia đình con, và đã cầu nguyện cho mẹ con trong khi được nghe tin mẹ con qua đời. Những ân nghĩa này chúng con không biết lấy gì để đền đáp được,
Chúng con nguyện xin Chúa, xin mẹ Maria, cha Thánh Giuse, đáp ơn cha, đáp ơn quý sơ, đáp ơn tất cả quý vị đã đến viếng thăm và cầu nguyện cho mẹ của chúng con. Gia đình chúng con đồng cảm tạ. Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria. Jesus Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria. Con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Thương con là vui đơn, là vui đơn, nay con trở về. Don't.
dưới danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ cách điền thư tăng quyến cùng với bà cố Maria, chúng ta chung lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ. Thánh lễ này là một hy lễ tạ ơn hợp với của lễ vô giá là chính Đức Giêsu Kitô mà chúng ta dâng trên bàn thờ đây. Xin cho bà cố bởi lòng thương xót của Chúa được Chúa tẩy xóa mọi dấu vết tội lỗi và ân thưởng nước thiên đàng cho bà cố. Mỗi người chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng hơn cử hành thánh lễ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nơi Chúa những kẻ đã chết vẫn đang sống và trong Chúa các thánh được vui hưởng hạnh phúc trọn đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con khẩn cầu ban cho tôi tới Chúa là bà cố Maria. Giờ đây không còn thấy ánh sáng đời tạm này, được an ủi nhờ ánh sáng vĩnh cửu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chích sách khôn ngoan. Người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc và đời sống trong sạch thế cho tuổi già. Người đẹp lòng Chúa được Chúa yêu mến, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi, người ấy được cất đi. Kẻo sự gian tà làm hư hỏng trí khôn, hoặc sự dối trá lừa phỉnh tâm hồn, vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều thiện, và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn, khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Chân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra rằng điều ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến Bethania, Chúa Giêsu biết Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đến gặp Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi ở nhà. Martha thưa với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết. Nhưng ngay cả bây giờ con biết Thầy xin bất cứ điều gì, thì Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Martha thưa: Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Và ai sống, con có tin điều đó không? Martha đáp: Thưa Thầy, vâng, con tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng đã đến trong thế gian. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà chị em, cách riêng thưa tăng quyến. Lúc này lời tuyên xưng của Martha chắc có lẽ cũng là lời tuyên xưng của mỗi người chúng ta, cách riêng là đối với con cháu của bà cố Maria. Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng đã đến trong thế gian. Thầy là sự sống và là sự sống lại, và ai tin vào Thầy thì sẽ được sự sống đời đời. Thưa anh chị em, vâng, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cùng với bà cố cử hành và tuyên xưng đức tin. Do đó, tâm tình đầu tiên mà cùng với bà cố, tất cả chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn không chỉ vì Chúa đã ban ơn cho bà cố được làm người, nhưng ơn cao trọng hơn cả là ơn làm con Chúa, ơn đón nhận đức tin. Không chỉ Chúa ban cho bà cố ơn đức tin, mà Chúa còn cho bà cố được sống đức tin đấy. Thế anh chị em, nhiều lần con đã chia sẻ tin là gì. Sách Giáo Lý trong những số đầu nói với chúng ta thế này: tin là chúng ta không chỉ tin nhận những chân lý mà Thiên Chúa mặc khải qua Đức Kitô, nhưng tin còn trên hết và trước hết là gắn bó đời sống của chúng ta với từng ngôi vị cụ thể. Có nghĩa là chúng ta gắn bó với Cha, với Con và Thánh Thần. Hay nói cách khác, tin là chúng ta lắng nghe, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa. Việc lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa đấy cũng đồng thời là chúng ta gắn bó đời sống chúng ta với chính Chúa. Và càng khi chúng ta gắn bó đời sống chúng ta với chính Chúa, thì chúng ta lại càng dễ nghe và càng dễ thi hành lời Chúa hơn. Và một người sống đức tin, anh chị em nhận thấy rõ lắm, giữa những thăng trầm của cuộc sống, người đấy vẫn luôn một lòng tín thác và cậy trông vào Chúa. Và không chỉ là cậy trông tín thác một mình vào Chúa mà thôi, mà người đấy còn để đức tin lại cho con cháu. Thú thật là con không biết nhiều về bà cố, nhưng mà những người con bà cố, và đặc biệt là những người cháu, con biết. Và con được nghe kể rằng bà cố cả một đời là đời đức tin, sống đức tin. Không kể những cái giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, với những biến chuyển của cuộc thế cuộc của đất nước, bà cố cùng với ông cố gánh gồng, và nhất là dắt dìu đoàn con tới 9 người, trải qua những cái giai đoạn khó khăn của đất nước, của gia đình. Và cái hành trình đức tin của bà cố còn là sự đón nhận thánh ý Chúa qua việc Chúa mời gọi những người con của bà cố đi trước bà cố
ông cố và những anh chị em. Không chỉ thế, thưa anh chị em, trong giai đoạn ông cố bị đau bệnh 7 năm trên giường bệnh, bà cố vẫn một lòng âm thầm và vui tươi trong việc đón nhận Thánh Ý Chúa và chăm sóc ông cố tận tình. Rồi sau đấy, con nghe kể là khi ông cố qua đời, bà cố đi mua nhang về để thắp hương cho ông cố thì bị tai nạn. Khi tai nạn xảy ra thì lại gần đến những cái ngày dịch bệnh nữa, giãn cách. Nhưng mà bà cố luôn bình thản để đón nhận trong đức tin. Và nhất là những ngày cuối đời, khi bà cố ở trong mái ấm thiên ân, là những ngày bà cố chia sẻ rất là hạnh phúc. Vì trong cái thời gian giãn cách thì người ta hạn chế đến nhà thờ, hạn chế ngay cả việc rước Chúa tham dự thánh lễ. Nhưng mà trong mái ấm, cái hạnh phúc lớn nhất của bà cố là mỗi ngày được rước mình Thánh Chúa, được tham dự thánh lễ, được đọc kinh, cầu nguyện, được chầu thánh thể. Và thưa anh chị em, như con nói đó, bà cố không chỉ là sống đức tin, nhưng mà đức tin đấy bà cố truyền lại cho con cháu. Cho đó, cùng với bà cố cảm ơn Chúa, cách riêng xin thay lời cho cha chánh xứ, cộng đoàn giáo xứ, đoàn thiếu nhi thánh thể và đặc biệt là lớp thêm sức bà. Chúng con cảm ơn bà cố vì bà cố đã để lại đức tin, và chúng con tiếp tục lãnh nhận đức tin đấy nơi con của bà cố đang hướng dẫn và truyền đạt đức tin cho các em lớp thêm sức bà. Và không chỉ là con mà là những người cháu của bà cố, 3-4 người cháu bà cố đang tham gia trong đoàn thiếu nhi thánh thể, trong huynh trưởng, dự trưởng. Và những người con bà cố cũng vậy, thưa anh chị em, trong cái vai trò làm cha làm mẹ giữa đời thường, và nhất là làm tông đồ giáo dân trong bậc sống của mình, thừa hưởng đức tin của bà cố. Thưa anh chị em, cùng với bà cố tạ ơn Chúa, và cùng với giáo xứ xin cảm ơn bà cố. Chúng ta cũng cảm ơn nhau nữa, là vì nhờ chứng tá đức tin của bà cố mà con cháu bà cố đã sống đức tin, và đức tin đấy đã được chan hòa đến mọi người. Và sự hiện diện đông đảo của quý bà anh chị em, bà con lối xóm ở đây nói lên rằng đời sống đức tin đấy đã gắn bó chúng ta, không chỉ là những lúc thăng trầm mà thôi, mà cả những khi vui, và nhất là khi phải đau thương, mất mát, chia lìa, chúng ta luôn hiện diện với nhau là bởi sự gắn bó đức tin mà chúng ta đã sống và đã chia sẻ với nhau. Cách riêng là Tăng Quyến, trong lúc này chắc có lẽ nỗi nhớ, nỗi thương người bà, người mẹ của mình là một khoảng trống mênh mông. Nhưng có lẽ cái điều mà bà cố mong muốn nhất không phải là sự đau buồn, không phải là sự chia ly đấy dẫn đến chúng ta sự ủ rũ. Nhưng mà trong đức tin, bà cố chắc hẳn muốn rằng mọi thành viên trong gia đình không phải là bắt chước bà cố, mà cho bằng là bắt chước chính Chúa. Giữa mọi biến cố của cuộc đời, luôn tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, bằng việc lắng nghe và nhận ra Thánh Ý Chúa giữa mọi cái biến cố, dù nhỏ dù to. Sự ra đi của bà cố để lại cái khoảng trống, và cái khoảng trống đấy chúng ta chỉ có thể bù đắp bằng việc chúng ta tiếp tục cùng với bà cố sống đức tin. Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ để cùng với bà cố tạ ơn Thiên Chúa. Cảm ơn bà cố, cảm ơn nhau. Và
chúng ta xin với bà cố ở bên tòa Chúa tiếp tục cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn biết lắng nghe, biết thực hành lời Chúa, luôn biết sống đức tin không chỉ cho mình, nhưng còn cho con, cho cháu, cho anh chị em, cho bà con lối xóm, trở nên chứng nhân cho Chúa. Cùng với tâm tình tạ ơn, thưa anh chị em, bởi ý thức chúng ta thân phận con người mỏng giòn, do đó chúng ta cậy nhờ tiếp tục lòng thương xót của Chúa bao phủ lấy bà cố, và xin cho hiến lễ cực trọng mà chúng ta dâng trên bàn thờ giờ đây tẩy xóa mọi dấu vết tội lỗi, để bà cố sớm được ân thưởng nước trời. Lạy Chúa, xin thương xót linh hồn Maria, và xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha, để ta cùng hôn lên danh Chúa và nguyện hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa ước chi việc hiến dâng hy lễ này làm đẹp lòng Chúa, để khi linh hồn tôi tới Chúa là bà cố Maria nhờ Chúa xót thương, nhận được ơn tha thứ mà tôi tới Chúa vẫn kiếm tìm, sẽ luôn mừng vui cùng các thánh của Chúa và chung lời ca ngợi vinh quang Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đau. Và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa một mình người đã đoái thương chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với cộng đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng... Chúa là Thiên Chúa thâm đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đông ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình vào màu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đột mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị đột vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giữ mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con, hai Đức Cha phụ ta và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tội tớ Chúa là linh hồn Maria,
mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như còn Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm, Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đời sống để lòng Chúa con mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lời Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, được Cha chỉ lên, Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đã sống được bình an nhờ Chúa, rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phu trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ hẳn sạch.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vừa được lãnh nhận hồng ân thiên quốc, chúng con cảm tạ Chúa và khiêm tốn khẩn nài cho linh hồn tôi tới Chúa là bà cố Maria. Nhờ cuộc khổ nạn của con, Chúa được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và được vui mừng về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin tin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy sau cho anh chị em đi bình an. Kính thưa Cha Phó, kính thưa quý sơ trong hội đồng Trinh Vương, kính thưa các ông bà trong khu 4 cũng như là các thân bằng quyến thuộc, bà con lối xóm đã vì tình yêu thương và nhất là ca đoàn Francisco có mặt ở đây để cùng với cô Cha Phó với bà con cô bác dâng thánh lễ thật là sốt sắng để cầu nguyện cho cố Maria là mẹ, là bà của chúng con. Đây là một ân nghĩa rất là cao đã lấp đầy những khoảng trống mà chúng con cũng như các cháu, các em rồi trong họ hàng thấy là mất mát rất là lớn vì một người mẹ là niềm vui. Bây giờ chúng con đã mất mẹ, trống rỗng nhưng được cha và quý vị đến đây dâng thánh lễ thật là sốt sắng để cầu nguyện cho mẹ của chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm ơn và chúng con không biết đáp đền thế nào được. Chúng con nguyện xin Chúa, xin mẹ Maria, xin cha thánh Giuse là Ngài đã đưa mẹ chúng con về đúng ngày lễ của Ngài, chuyển cầu và đáp ơn cha cũng như tất cả quý vị thay cho gia đình chúng con. Vậy một lần nữa, gia đình chúng con xin hết lòng cảm tạ.
được biết đời mình bao la. Con tìm về bên Chúa để được biết đời con thật lạ, để được sống tình thương hài hà. Đời con biến tan nhẹ như áng mây bay qua bầu trời. Trở về bên Chúa con tìm được chính. Mẹ ơi, giờ đây con xin đại diện cho chị, các em, các cháu có đôi lời tâm sự riêng với mẹ. Mẹ rất yêu quý của chúng con. Chúng con thật sự đã mất mẹ rồi. Chúng con có cảm thấy thật trống rỗng trong sự mất mát này. Trước linh cữu của mẹ, chúng con thật lòng hối hận. Xin mẹ tha thứ cho chúng con vì nhiều lần với những cách cư xử, những lời nói, những hành động chúng con đã làm cho mẹ phải đau buồn. Thế nhưng với tình yêu của mẹ thật bao la, mẹ đã im lặng chịu đựng và tha thứ tất cả cho chúng con. Chúng con rất biết ơn mẹ. Chúng con hết lòng cảm ơn mẹ. Mẹ đã là tấm gương quên mình, yêu thương và bao dung. Nhất là mẹ đã để lại cho chúng con một đức tin thật vững mạnh vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Mẹ đã để lại cho chúng con một chí khí cương quyết của nam nhi. Những gì mẹ đã xác quyết thì mẹ đã sống một cách rất thực tế để nên gương sáng cho chúng con. Chúng con xin ghi khắc những gì mẹ đã dạy bảo và những gì mẹ đã để lại cho chúng con. Và giờ đây mẹ đã an nghỉ trong Chúa. Xin mẹ nhớ đến những người con, người cháu và mọi người thân yêu của mẹ. Chị em chúng con, các cháu và hết mọi người trong đại gia đình thân yêu của mẹ, xin tạm biệt mẹ. Hẹn gặp mẹ trên quê trời vĩnh cửu. Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày uống tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ. Suốt đời coi nhẹ khổ đau, xin cho cha mẹ con sống mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiếc bao linh hồn không tan. Nguyện thành kính dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe lời con cái biết tha ban lời. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn vọng lớn với tháng năm u hoài đớn đau. Lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu tôi linh hồn Maria. Chúa tình yêu
luôn hạnh phúc con trong cây gai. Điệp trùng vang tiếng hoan dâng lời Chúa ơi, cùng giữa nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm ra hạnh phúc con trong cây ngài. Xin dẫn đưa con về đèo chính Chúa ơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính quý cha bề trên, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý bề trên cũng như tất cả quý tu sĩ nam nữ và ông bà và anh chị em, cách riêng là tang quyến của bà cố Maria Trần Thị Son. Sáng hôm nay, gia đình giáo xứ của chúng con cùng nhau quy tụ nơi thánh đường thân thương này để cử hành thánh lễ an táng tiễn đưa bà cố Maria Trần Thị Son, là người con của giáo xứ, là thành viên của giáo xứ, về nơi vĩnh phúc thiên đàng bên Chúa. Chúng ta hiệp ý cùng với bà cố Maria để tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu tình yêu và hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho bà cố. Chúa đã ban cho bà cố được ơn làm con cái của Thiên Chúa, và cũng ban cho bà cố được người con dâng mình để phụng sự Chúa. Rồi biết bao nhiêu những tình yêu và hồng ân mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên cuộc đời của bà cố. Hôm nay Chúa đưa bà cố về hưởng hạnh phúc thiên đàng sau những ngày tháng sống ở trần gian đầy những công phúc. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa với bà cố Maria. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho bà cố trong thánh lễ này. Với thân phận con người không thể tránh được những thiếu sót khi sống ở trần gian, chúng ta cậy nhờ công nghiệp và giá máu của Chúa Kitô mà chúng ta cùng nhau hiệp xưng thánh lễ đây. Xin Chúa thương xóa bỏ tội lỗi cho bà cố và sớm đưa bà cố về hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho tang quyến trong biến cố đau thương này, biết luôn luôn vâng theo thánh ý Chúa như là một hiến lễ để hiệp với hy tế cực thánh của Chúa Kitô trong thánh lễ hôm nay, để cầu nguyện cho người thân của mình. Hiệp ý trong thánh lễ hôm nay, gia đình giáo xứ, gia đình đồng hành Liên Gia 2 giáo khu 2, Hội Caritas, Ca đoàn Francisco,
Huynh đoàn Đa Minh cũng hiệp ý cầu nguyện cho bà cố trong thánh lễ hôm nay. Với tất cả những tâm tình đó, giờ đây chúng ta xin Đức Mẹ cùng hiệp dâng thánh lễ với chúng ta. Và xin Đức Mẹ, xin Chúa tha thứ tất cả mọi tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi, tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng hằng thương xót và tha thứ, chúng con này xin Chúa cho tôi tớ Chúa là bà cô Maria mà Chúa đã truyền về với Chúa được đưa vào quê thật và hương hoan lạc muôn đời. Vì tôi tớ Chúa đã trông cậy và tin tưởng vào Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chức sách khôn ngoan. Người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ. Tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc và đời sống trong sạch thế cho tuổi già. Người làm đẹp lòng Chúa được Chúa yêu mến, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi. Người ấy được cất đi kẻo sự gian tà làm hư hỏng trí khôn, hoặc sự dối trá lừa phỉnh tâm hồn. Vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều thiện, và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn, khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Tình nghĩa cũ, Ngài đã ban quang
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa. Bởi có lời chép, Chúa phán: Ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ xưng tụng Thiên Chúa. Như thế mỗi người chúng ta sẽ phải trả lễ và chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị. Các chị ra nhà hàng mà mua thì hơn. Xong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng đi theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha hạt trưởng, quý cha đồng tế, thầy phó tế, quý tu sĩ, quý ông bà anh chị em, và đặc biệt là gia đình tang hiếu của bà cố Maria. Chúng ta cử hành lễ an táng cho bà cố Maria trong mùa chay thật là ý nghĩa. Bởi vì đặc tính của mùa chay là sám hối trở về. Trở về để được Chúa yêu thương, trở về để được Ngài tha thứ. Đời người Kitô hữu chúng ta là một cuộc hành trình không ngừng trở về. Ông bà mình nói: Xin ký tự quy, sống gửi thác về. Địa chỉ thường trú của chúng ta là quê hương trên nước trời, chứ không phải là nơi
giáo xứ Châu Bình này. Hôm nay Chúa thương gọi bà cố Maria về với Chúa sau khi hoàn tất cuộc hành trình dương thế 86 năm. Hy vọng bà cố Maria đã tới nơi quê hương nước trời mà suốt đời bà hằng mong đợi. Tin mừng chúng ta vừa nghe trình bày 10 cô trinh nữ. 10 cô trinh nữ này trang phục, trang sức, trang điểm đẹp giống nhau. Nhiệm vụ của họ giống nhau là cùng đi đón chú rể. Họ giống nhau cùng đi ngủ hết về sự chậm trễ của chú rể. Khi hay tin chú rể đến, họ mau mắn trỗi dậy và cùng giống nhau là chuẩn bị đèn dầu đi đón chàng rể. Thế nhưng có một điểm rất đổi khác nhau nhưng thật quan trọng. Vì năm cô khôn ngoan mang đèn và dầu đầy bình, còn năm cô dại khờ kia mang đèn mà chẳng mang dầu dự trữ. Chỉ có một điểm khác duy nhất ấy lại quyết định cho số phận của họ. Năm cô khôn thì được vào dự tiệc cưới với chàng rể, còn năm cô dại khờ kia vội vã đi mua dầu, và khi trở về thì hỡi ôi, đã trễ mất rồi nên bị từ chối, bị đuổi ra ngoài. Tất cả chúng ta đều có nhiều điểm giống nhau. Giống nhau vì được làm con Chúa qua bí tích rửa tội, được lớn lên trong bảy nguồn ơn Thánh Thần. Linh hồn được nuôi dưỡng bằng mình máu Thánh Chúa. Giống nhau là cùng đến nhà thờ này tham dự thánh lễ. Nhìn quý sơ còn có thể nói thêm, tu phục giống nhau, sống cùng một linh đạo, cùng tuân giữ ba lời khấn thánh. Nhưng tất cả những cái điều đó không bảo đảm cho mình có một cái kết giống nhau. Cái kết ấy tốt hay xấu là tùy theo thái độ sống của mỗi người chúng ta khi sống trên dương gian này. Anh chị em thân mến, sống trên đời này bất cứ cuộc ra đi nào cũng để lại nhiều ngậm ngùi thương tiếc, nhất là sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ kính yêu. Dẫu biết rằng Chúa gọi mẹ về, đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi, đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Nhưng bà cố để lại cho con cháu bao nỗi xót xa, ngậm ngùi, thương tiếc. Thương tiếc lắm, vì con cái vĩnh viễn mất đi tình mẫu tử. Tiếng gọi mẹ ơi sẽ tắt liệm trên môi từ đây, và các cháu sẽ buồn nhớ biết bao khi mất đi người bà kính yêu, chẳng còn gọi tiếng bà nội, bà ngoại nữa. Mẹ ơi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Từ đây từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, những lúc đi xa về thăm nhà chẳng còn thấy bóng dáng mẹ đời con. Vẫn biết rằng Chúa gọi mẹ về bên Chúa, đấng mà suốt đời mẹ suốt đời tôn thờ. Vậy mà sao lễ buồn cứ vẫn tuôn rơi, mẹ ơi. Những lỗi lo sợ mất mẹ của sơ Mai Đa Nguyễn Thị Chinh và anh em của sơ nay đã thành sự thật. Trong bài hát Bông Hồng Cài Áo của Phạm Thế Mỹ có viết thế này: Rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn không thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Nghe những lời đó thật buồn thảm cho phận người, và thật là đau xót làm sao cho những người con mất mẹ. Dù người con ấy nay đã thành thân, nay đã là nữ tu trong dòng Đức Mẹ Trinh Vương. Chúa ban cho bà cố được 9 người con, mà vì hoàn cảnh đất nước chiến tranh loạn lạc lúc bấy giờ
nên ông bà tay bồng tay bế những đứa con thơ dại di chuyển từ nơi này đến nơi khác, và mãi đến giáo xứ Châu Bình này mới là nơi an cư lạc nghiệp. Theo con nghĩ, bà Cố Maria đúng là người mẹ hiền, người phụ nữ đảm đang chín chắn việc trong việc ngoài. Chẳng những bà thúc giục con cái đến nhà thờ, dạy cho con cái biết đọc kinh, cầu nguyện, dự lễ, nhưng bà còn chăm lo cho con cái miếng ăn, miếng mặc mẹ lo, làm sao con được ấm no mẹ mừng. Trở lại bài tin mừng, khi chàng rể đến thì tất cả khách mời cùng đi theo chàng rể vào dự tiệc cưới và cửa sẽ đóng lại. Cửa đóng lại là niềm hạnh phúc cho năm cô trinh nữ khôn ngoan, bởi vì họ được theo chú rể vào dự tiệc cưới. Nhưng cửa đã đóng lại là nỗi bất hạnh biết bao cho năm cô dại khờ, bởi vì họ rơi vào tình cảnh bơ vơ, bị trôi từ. Nhìn vào đời sống tốt lành của bà Cố Maria, chúng ta hy vọng rằng cửa ấy sẽ đóng lại sau khi bà Cố Maria được chàng rể Giê-xu mời vào dự tiệc cưới nước trời. Có thể nói bà Cố Maria là người trinh nữ khôn ngoan, luôn tỏa sáng đức tin cho thế hệ con cháu, và bình giàu luôn đong đầy tình Chúa, đầy ắp tình người. Vì bà Cố Maria sống tốt lành nên cũng thanh thản đi về nhà Chúa vào đúng ngày lễ kính thánh cả Giuse. Chúng ta tin rằng khi đối diện với Thiên Chúa là vị thẩm phán khoan dung, bà Cố sẽ lãnh lấy phần thưởng tương xứng bởi các việc tốt lành đã làm khi còn sống, mà Thánh Phaolô trong thư thứ hai Cô-rinh-tô đã nói: ước gì mỗi lần dâng thánh lễ an táng cho những người thân là một cơ hội nhắc nhở chúng ta biết sống làm sao cho đẹp lòng Chúa, để mai ngày khi nhắm mắt lìa đời, được chàng rể mang tên Giê-xu mời đón chúng ta vào dự tiệc cưới với Ngài. Chứ đừng để như năm cô trinh nữ dại khờ kia: thưa Ngài, thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Lúc bấy giờ chú rể thẳng thắn chối từ: tôi không biết các người, tôi không biết các người. Được chọn đi đón chàng rể phải là người thân thiết lắm, phải là những người bà con, những người đẹp lắm. Vậy mà bây giờ nói tôi không biết các người là sao? Thật là phũ phàng. Chúa sẽ không biết chúng ta khi mang danh mình là Kitô hữu, là linh mục, là tu sĩ, là gì đi nữa. Nếu không sống đẹp lòng Chúa thì cũng bị chối từ mà thôi. Tiếp tục dâng thánh lễ, xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận của lễ chúng ta dâng trên bàn thờ, và nhờ giá máu cứu chuộc của con Chúa sắp tái diễn ra, xin thanh tẩy linh hồn Maria để bà sớm bè hưởng nhan thánh Chúa. Xin mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, là thánh bổn mạng của bà Cố, người mẹ mà suốt đời bà Cố gắn bó với Đức Mẹ bằng những lời kinh mân côi, với lời khẩn xin hằng ngày: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Giờ lâm tử đã đến với bà Cố rồi, vậy xin Đức Mẹ cầu xin với chàng rể Giê-xu, con của mẹ, dẫn đưa linh hồn bà Cố Maria vào dự tiệc cưới nước trời. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giê-xu Ki-tô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống và tin Người thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin Đức Ki-tô đã phục sinh, tin kẻ chết sống lại và tin có sự sống đời sau, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đã qua đời còn đang trong thời gian thanh luyện,
Xin cho các ngài được sớm vui hưởng vinh phúc nước trời là nơi các ngài đang mong đợi. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời Chúa. Ai tin ta sẽ không phải chết đời đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho linh hồn bà cố Maria khi còn sống đã hết lòng tin yêu phụng sự Chúa, giờ đây được thoát khỏi hình phạt tội lỗi mà vào hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời Chúa. Thiên Chúa sẽ lau khô một giọt lệ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thân bằng quyến thuộc của gia đình bà cố Maria được Chúa thương nâng đỡ và an ủi, hầu biến đau khổ mất mát thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời Chúa. Thầy ra đi để dọn chỗ cho các con. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta khi tiến đưa bà cố Maria về nhà cha, được luôn nhớ rằng quê hương chúng ta ở trên trời, để sống tin yêu phụng sự Chúa suốt đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để bảo đảm cho chúng con được sống đời đời. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, thương tha thứ và đón nhận linh hồn bà cố Maria đã qua đời vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khẩn khoản van này, xin lòng nhân từ Chúa cho tôi tớ Chúa là bà cô Maria, kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ai, sẽ nhận ra người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hầu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con. Để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lời Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cầu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, các Đức Giám Mục phụ ta, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là bà cố Maria, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cầu thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em ấy chúc bình an cho nhau. Đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Thank you.
Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu là cao cát hy sinh. Tình yêu không hề toan tính, Ngài đền thay cho nhân thế tội tình. Từ trên thánh giá cơn đau càng ra diết, tình Chúa càng tha thiết, cháy lên như ngọn lửa hồng, tán cao thăm đồng nhân gian. Lòng con cao khát Chúa, Chúa ơi, không có gì, không có gì trên thế gian này có thể làm nó có lòng con. Lòng con cao khát Chúa, Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu là khao khát trao ban. Ngài ban lương thực nuôi dưỡng, là ân thân trong tâm bắn nhiệm màu. Lòng con nung nấu trước mối tình cao sâu không thể nào suy thấu, khiến con vẫn thao thức hoài, vẫn khao khát Ngài khôn nguôi. Lòng con khao khát Chúa, Chúa ơi, không có gì, không có gì trên thế gian này có thể làm nó có lòng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của ân đàng trong bi tích thánh thể. Xin đoái thương cho người chị em chúng con là bà cô Maria, nhờ của ân này được đạt tới trinh bàn tiệc muôn đời của Đức Kitô, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Con kính mời quý cha an tọa, xin mời cộng đoàn an tọa. Trọng kính cha quản hạt, kính thưa cha chánh xứ, cha phó giáo xứ Châu Bình, quý cha đồng tế và đặc biệt quý cha thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Kính thưa các bề trên và toàn thể tu sĩ nam nữ. Kính thưa ban hành giáo và các đoàn thể các giới của giáo xứ Châu Bình. Con xin đại diện cho chị của con, các em, các cháu cùng toàn thể gia đình toan quyến nói lên lời chân thành biết ơn và cảm tạ quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị đã yêu thương, nâng đỡ, cảm thông với gia đình chúng con, đã đến dâng lễ, cầu nguyện và tiễn đưa người mẹ, người bà yêu quý của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sự ra đi của mẹ chúng con đã làm cho chúng con cảm thấy một sự mất mát thật to lớn. Nhưng bên cạnh đó, chúng con lại nhận được nhiều sự yêu thương, nâng đỡ của quý cha, quý vị. Nhất là trong những ngày vừa qua, gia đình chúng con đã nhận được nhiều sự an ủi, khích lệ của quý cha và quý vị qua việc thăm viếng, phân ưu, cùng đọc kinh cầu nguyện cho mẹ của chúng con.
Chúng con xin chân thành biết ơn quý cha và quý vị. Cách riêng, con cảm ơn cha Tuyên Úy hội dòng Trinh Vương đã dành nhiều sự ưu ái cho mẹ của chúng con. Chúng con cảm ơn cha giám đốc, quý cha, quý thầy cộng đoàn Đức Mẹ dâng mình đã dâng lễ cầu nguyện và ban các bí tích sau cùng cho mẹ của con. Chúng con xin tri ân dì tổng phụ trách và quý dì dòng nữ tu thừa sai Đức Mẹ Trinh Vương đã đến phân ưu, cầu nguyện, dâng lễ và tiến đưa mẹ chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đặc biệt hơn nữa là chúng con biết ơn dì tổng phụ trách, dì phụ trách, quý dì, quý bà và chị em đã đón nhận mẹ chúng con vào dưỡng bệnh tại mái ấm Thiên Ân từ ngày 16 tháng 10 năm 2021 đến nay, khi đại dịch Covid đang bùng phát thật là mạnh. Khi sống trong mái ấm, mẹ của chúng con đã được quý dì và chị em phục vụ, chăm sóc thật chu đáo. Nhờ đó, mẹ chúng con có một cuộc ra đi thật êm đềm, thanh thản, bình an và hạnh phúc. Chúng con biết ơn quý ban hành giáo, các đoàn thể, các giới chức của giáo xứ Châu Bình. Cách riêng, ông bà cô bác thuộc khu Đức Mẹ Vô Nhiễm, bà con lối xóm trong Liên Gia 5 và Liên Gia 4 khu mẹ truyền tin đã cầu nguyện dâng lễ và giúp đỡ chúng con trong tang lễ. Chúng con xin cảm ơn các ông bà cố, các anh chị trong gia đình đồng hành cùng đến phân ưu cầu nguyện và dâng thánh lễ cầu nguyện cho mẹ của con. Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn các anh chị ca đoàn Francisco đã dùng lời ca tiếng hát góp phần cho tang lễ được thêm phần trang trọng và sốt sắng. Chúng tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho tang lễ của gia đình chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn các ông bà thông gia và tất cả chú bác xa gần, cô dì trong gia tộc nội ngoại đã đến phân ưu, cầu nguyện và dâng lễ tiến đưa mẹ chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn các bác sĩ bệnh viện Lê Văn Việt, cảm ơn các công ty đã đến phân ưu cùng cầu nguyện cho mẹ của chúng tôi trong những ngày qua. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót mẹ Maria và cha Thánh Giuse đáp ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị cách trọng hậu thay cho gia đình chúng con. Kính xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria là mẹ của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Trong khi cử hành tang lễ, chắc hẳn gia đình chúng con không tránh khỏi những điều sai sót. Xin quý cha cùng quý vị lượng tình tha thứ. Toàn thể gia đình chúng con đồng cảm tạ. Anh chị em thân mến, người chị em chúng ta đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta hãy phó dâng người chị em này cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là cha chúng ta, và hãy liên kết với người chị em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người chị em này nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người chị em này ra đón gặp Chúa Kitô, khi chính Người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang.
Kitô là đấng đã gọi Maria, xin đón tiếp Maria. Xin các thiên thần dẫn đưa linh hồn này vào hồ lao hùng Abraham. Cho linh hồn này đường nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy. Xin cho linh hồn này lên trước tôn nhà đấng tối Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người chị em chúng con trong tay Cha với niềm hy vọng chắc chắn người chị em này sẽ sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Vậy Lạy Cha xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu và mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến ngày tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin các thiên thần dẫn đưa Maria vào thiên đàng và khi tới nơi xin các thánh
bao lỗi lầm tháng ngày tôi vương mang. Xin anh em xa gần hãy tha thứ cho, dù đời sống bao yếu hèn, một lần cuối xin quý đầu kêu cầu ơn thứ tha. Xin đừng tiếc nuối làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi, vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan để vào một đời sống mới. Xin cầu Chúa xót phận tôi, xin người chớ chấp tội tôi, để tôi đi tới tòa Chúa uy linh, xem xét tội phúc công minh, khương ban hạnh phúc thiên đình. Xin đừng tiếc nuối làm chi, xin đừng anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống lại, và bất cứ ai sống và tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta dâng lời nguyện xin Chúa. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho người chị em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa đã nuôi dưỡng người chị em chúng con trong tiệc thanh mình và máu Chúa, xin thương nhận người chị em chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người chị em chúng con, xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là linh hồn bà cố Maria đã qua đời, và tha phần phạt các hành vi của tôi tớ Chúa khi còn sống. Tôi Chúa, Chúa đã có lòng ước nguyện và vâng theo ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn bà cô Maria được an nghỉ muôn đời. Và cho ánh sáng vạn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Bao thương đau ngày đêm nung nấu, con lo trông ngóng từ lâu bóng mẹ đâu. Mẹ mẹ ơi, xin thương con tình đơn đông thôi, tâm tư nay
dèo trên Chúa ơi, xin dẫn đưa con về đến an vui. Tựa như bao tố lớp xô trên đời con biết đâu nương nhờ. Vượt muôn sông gió Chúa ơi, con về đây, xin dẫn đưa con về bên bờ an vui. Xin dẫn đưa con về dèo trên Chúa ơi, xin dẫn đưa con về nẻo chính Chúa ơi.